29 á. 29 là tôm mình bữa nay được 17 ngày. Tại vì tôm bữa em thả bữa 12, nay được 17 ngày. Thì bữa nay em Chí Minh sẽ view lại cho coi nó phát triển như thế nào cho cô chú anh chị mình xem nha. Bữa nay nó lạ lắm cô chú anh chị mình, ruột gan nó rất là đẹp. Nhưng mà bữa nay em đang sổ ký sinh trùng cho nó nè. Bữa nay 17 ngày em đang sổ ký sinh trùng cho nó để cho nó tốt tôm. Tại vì nó không có, nhưng mà mình sổ gì cho nó thải ra để cho nó giải độc rồi cho nó tốt, chứ nó không ảnh hưởng gì hết. Nó này nó lạ lắm. Ui đẹp quá thôi chú chị mày, sạch đó rồi. Ui ruột này đẹp tới ghê không. Nói chung là này nó thấy nó phát triển rất là tốt luôn mà. Em thấy nó có một hai con bị kín trùng rồi cô chú anh chị mình. Em sổ đó. Sáng nay em sổ một cử rồi, lát nữa sau em sổ lại cử nữa, giờ chiều em sẽ vô mang đường ruột lại, giờ tối em sẽ diệt khuẩn. Thì cái này hổm nó nằm 11 ngày 12 ngày đó em có diệt khuẩn ở dưới đi một lần rồi, nay em sổ rồi em sẽ diệt lại. Nó nay nó tôm thì nó trắng bóng đẹp, gan là ruột nó rất là đẹp, nó căng. Cái này đầu đưa thuốc vô mạnh vô, bắt đầu là gan này nó đẹp, là bắt đầu như đầu giãn này, tức là đã nó ổn rồi, mình ăn bình thường lại thôi. Nó ngay ruột đẹp ghê không, nó đều gan nó xuống thẳng. Nó chưa có nó hiện tượng kinh trùng, nó chỉ có một hai con bị sắn lên ruột thôi nha cô chú chị mình, chứ nó chưa có lỏng và nó chưa có hạt gạo gì hết. Mình đừng có để nó nặng quá. Mình thấy nó có một hai con có hiện tượng biểu hiện gì mình cứ sổ đi cho nó tốt tôm mình hơn. Cái thứ nhất nó thải được cái ép được cái ký sinh trùng ra bớt, cái thứ hai nữa cho nó giải độc gan được cho tôm mình nó thoáng lên được cho nó phát triển tốt. Nó này lạ ghê chưa, bữa nay 17 ngày nha cô chú anh chị mình, em thả bữa 12 đó thì nay 28 29 gì đó, nó nói chung là nó phát triển là rất là tốt luôn. Cái này là S6 nha, này tăng trưởng cái dòng lưu, tăng trưởng super lưu 2 nè, dòng 2 nè. Nói chung là ok. Ao này thì em thả luôn hướng mãi 150 bót đó của chú anh chị mình. Hôm nay em cắt em cho ăn là bữa cái clip vừa rồi ấy, làm ăn 50-50, 1S với 1 thường. Thì bữa nay em cắt em lên là 73 nè, ăn là 7 1 thường và còn giữa 3 thôi. Giữa 3 1S thôi. Màu nước nhức nách luôn của chú anh chị em mình. Và 1 2 ngày nữa thì khoảng 2 ngày nữa thì em bỏ đứt cái 1S, em sẽ ăn qua 1 thường. Và ăn một thường khoảng vài ngày đâu ba ngày đó, làm cho nó xen cái thằng số 2 vô, thì mình cứ từ từ mình đổi qua như vậy. Sau khi ăn số 2 hoàn chỉnh là mà đưa vô máy được chú anh chị mình. Ôi đẹp quê đó, cái ruột gan nó đẹp thấy ghê không, nó phát triển rất là tốt luôn của chú anh chị mình. Tôm nhìn anh nó lên mỡ rồi nè, nó dài đòn lấy ghê, mỡ bao rồi đầy đủ, gan nó rất là đẹp, sắc không, cái gan nó rất là đẹp, nó đều màu, thấy nó dễ luôn, nó lên cái hậu con cút nó lên hết luôn nè, rất là đẹp luôn, đều cho em nào cũng lên hết. Nói chung nó rất là tốt, nó ruột nó thẳng cứng ghê luôn, chất ruột rất là chắc, phát triển tốt ghê luôn. Nói chung là cái mẻ tôm này nói chung là tuyệt vời luôn. Cái lô 2 dòng 2 của S6 này là thấy là tuyệt vời luôn cô chú anh chị mình, ưu nhất là đạt luôn đó nha. Tại vì cái này nó ăn một ngày em này là 150 bót luôn xuống mãi, nó một ngày nó ăn được 10 kg rồi. Ok, sáng em ăn 8 giờ 7 giờ bây giờ 8 giờ rưỡi nè, là đúng 1 tiếng rưỡi nè, là ok rồi, hả? À, bữa nay là ngày 31 tháng 3 nè đó. Thì rồi lên cảnh để cô chú anh chị mình lên cảnh xem cái ao trên đó em thả lại nay mấy ngày đó, thì nay nó cũng vô gió, hôm qua em dở nhá thì thấy cũng vô lai dai được đâu 30 con của anh chị mình, để đi rồi lên cảnh em dở thử lên nữa nó bữa nay nó có vô nhiều hay không, mời cô chú anh chị theo mình nha. À, cái em về này cái rồi mình đánh men vi sinh rồi bắt đầu em châm nước à, em châm nước rồi vô cái nay đầu nước nó mở là đẹp tuyệt vời luôn, nó sáng ngày giỏ nó lọc thấy cũng im, nói chung là rất là tốt. Thì cái này em sẽ trộn lên sau khi năng số 1 hoàn chỉnh, số 2 hoàn chỉnh á, thì tụi em sẽ cho nó vô máy ăn sớm luôn, tức là vô máy ăn nó sẽ tốt hơn, mình dễ quản lý tôm hơn. Rồi sau khi ao chảnh mà vô được máy nữa thì em với anh mình sẽ xử lý lại cái ao này. Ao này em đang dùng dược khuẩn, em đang ngâm lên chờ đây. Tất cả cái chuyến này là em với mình thả toàn bộ bao là nước cũ hết nha cô chú anh chị mình, nước thu vừa rồi là để lại xài hết luôn.
Còn ao trên đây mấy ngày tiếng? Ao này nay hình như là nó 5-6 ngày gì đó. Thì nó thả bữa 24-25 gì đó. Thì nó mới mấy ngày thôi, tại vì em còn đang số 0 mà. Thì nó số 0 em chứ em trộn số 1S vô á. Thì để coi bữa nay nó vô nhá có nhiều không. Chứ hôm qua thì em dở lần nào lên cũng được mấy chục con á. Tôi cũng vô gan rất là đẹp của chú anh chị mình. Nó phát triển rất là tốt. Ôm nó có vô nè. Nhưng còn thức, nó chưa ăn mạnh. Em trộn cái thức số 1S vô á. Ăn còn rất thức, nó chưa ăn mạnh. Nó vô gan ở đây cũng rất là đẹp người của chú anh chị mình. Cực kỳ đẹp luôn nè. Quá cho nó vô nhiều nè. Nhóc cái chân nè. Lên mở giáo rồi. Ao này như thả mới 25 hay sao á, 25 mới 25 24 gì đó. Thì em nhớ chính xác là nó như vậy, 24 hoặc 25. Thì nay nó 29 đó, thì nó cũng 4-5 ngày gì đó. Thì em nhớ phỏng phỏng nó vậy 5 ngày hay 6 ngày gì đó. Nó rất là đẹp. Nó vô ra lên cứ ngắt hết rồi. Cái này chắc khoảng 3-4 ngày nữa em sẽ diệt khuẩn lại một cái. Nó bự hết à. Nó phát tốt rồi, cái dòng sau này nó phát triển tốt. Mà cái mẻ này sao nó hơi sole hơn cái mẻ trước. Thì nước rồi nay nó mởn lại không? Em hôm qua em đánh cái ao qua bờ lút á. Em để em ngừa cái diêu và em cho nó cắt đảo bớt á. Qua em đánh có mấy bịch. Thì cái ao này thì trên khoảng trên 2000 khối nước á. Thì hôm qua em đánh cho nó 3 bịch. Thì ok tuyệt vời luôn. Em đánh nó thì em không có xài ơi khi lúc nào em đã cái định tới định kỳ á mà đánh mang di sinh á, mình em thế thôi ao qua bà lút cho em đánh em ngưng cái mang kia, nó cũng tính cũng dài cũng vô đó là cô chú anh chị mình. Tại vì cái mang ao qua bà lút này á, vừa cắt diêu nó phân hủy luôn cái bùng của diêu luôn. Thứ hai nữa nó cũng là bảo mong mang di sinh xử lý nước đáy cho mình á. Nói chung là nó tiện cả đôi đường luôn, xài nó rất là ok. Cái vợt đâu ta lấy cái vợt vớt lên cho coi chơi. Thì cái lô này em thả đây mấy ngày á, nay cái nước nó tốt ngon là nó chịu rồi cô chú anh chị mình. Ở em thả cái lô mùng 4 nó bị dành ảnh hưởng của đồng em quýnh quá nhiều. Thì nó bị mất cái lô tôm nó quá ủng luôn. Nếu không là nay nó hai mấy ngày rồi. Nay hai mấy ngày là nay vô gió ăn dần dần rồi. Có thể qua máy luôn rồi. Mà bây giờ em phải gọi trễ hết một nhịp. Giờ cuối cùng là nó sao ao kia luôn. Nay hết giờ rồi nó vô rất là nhiều. Chứ đợt hổm thả xuống là nó biến mất luôn. Nay vỏ rồi nó nổi cũng ngon nữa. Nó vỏ nhiều lắm. Thì nói chung cái lô này về cái đợt rồi em Minh làm cái dòng S6 thường đó thì nó tăng trưởng thường đó nó cũng là ok. Còn em Minh nên rồng cũng thành công. Nói chung là đưa cái năng suất rất là tốt. Nhưng mà đợt này em đi qua cái lô bot mới này luôn nè. Thì thấy nó dài thời đoạn giai điểm này á, phát triển rất là ok của chú anh chị mình. Thấy mình trả mắt luôn, thấy mê luôn. Nó này hết giật cái nó vô đi ghê không? Đẹp tuyệt vời luôn của chú anh chị mình. Đề kháng rất là cao. Ao này em chưa đánh thao dược là chặng 2 luôn nè. Tại vì nãy nó mới có 4-5 ngày em chưa đánh đâu. Nó chắc khoảng 7-8 ngày em đánh cái nữa thôi. Chắc em đánh 2 nhịp thôi. Tại vì ăn ruột nó lên nó quá đẹp rồi. Ruột khẳng gian luôn. Thì chắc để 7-8 ngày em quýnh một nhịp nữa thôi. Ủa nãy quá trời. Nãy nó hừng lên mà. Nãy nó ăn thương mà. Nó vô nhá bắt nhá rồi mà. Đại đi vớt cái nữa. Nó phát triển rất là tốt luôn cô chú chị mình. Thì cái tôm này mà nó phát triển tốt vậy thì mình nuôi nó ngắn thời gian thì mình tốt thôi. Đó. Chuột càng đẹp ghê chưa. Đó, con nào như con lấy hết chuột lên thẳng gian hết. Phát triển tuyệt đẹp luôn. Cái này tụi em là cho gan chuột vô hiểm trợ lên liền rồi. Em cứ dài lên đội này mình cứ đưa gan chuột lên chắc chút nữa đầu của mình nhả là mình ăn bình thường lại. Chỉ như tại cái lúc nó đang phát triển nè. Mình cứ ép nó lên cái. Cho nó gom gan lại. Nó gom gan lại vì mình ép men đường chuột rồi cho nó thẳng ruột rồi nó to ruột lên thì bắt đầu mình cho nó chuẩn không cái đầu mình ăn bình thường trở lại như cái mức bình thường của mình ngừa cái lượng ngừa của mình đó thì vậy là ok rồi mình không cần phải đi nhiều cái tốn phí dòng nhiều nó còn dính cùng không à. Tại cái nước cũ nè nó cũ em dậy nó cũ là em xài á em đánh vượt khuẩn rồi cái nó lắng mà cái phù sa xuống á nó gặp vô bạc nè đẹp ghê không trời ơi quá đẹp luôn. Nó có mấy ngày mà tuyệt vời của chú chị mình cái đường ruột nhìn không nói nổi luôn, quá lớn. Nó gan rồi nó lên điều trang màu luôn, nó không có bị vàng gan hay là bị xanh gan nó không có nha. Chứ còn hồi trước em xài thả gì cái giai đoạn mà cả 4-5 ngày thì cái mang cái gan nó chưa lên được vậy đâu. Nó chỉ xanh xanh trắng nhạt nhạt thôi. Dưỡng rất là khó quýnh thật. Thảo dược quýnh 3-4 nhịp trong cái nửa tháng đầu nó mới lên nổi. Nên nó tốn một phần phí của mình.
Dạ, cái tôm mình cũng chậm phát triển khi cái gan mà gan cái ruột nó lên chậm thì tôm mình nó sẽ bị chậm phát triển hơn, nó sẽ ra trễ hơn một nhịp. Còn mấy mẻ tôm mà nó chất lượng nó tốt quá, mình dễ thả xuống 5 qua ngày mà gan nó lên đều và ruột rồi nó căng cứng như vậy thì nó dung tôm mình nó phát triển sẽ rất là tốt, tại vì nó ăn được, nó lên được thì nó sẽ phát triển rất là tốt luôn, nó đủ đề kháng của nó thì nói chung là rất ok. Thì có nhiều anh em cũng comment về anh em mình, em Vinh Minh hỏi để em Vinh Minh thả thử coi nó như thế nào để anh em theo dõi và đánh giá, để nhiều anh em cũng còn để cũng có rất nhiều anh em còn phải tìm những cái dòng giống để mình xài á, thì rất nhiều anh em cũng đang để xem á, thì em sẽ view thường xuyên cho cô chú anh chị mình xem đó, em thả em muốn nói ngày rồi này cái nọ đó để cô chú anh chị mình xem và đánh giá. Cái mẹ trước còn mà cái mẹ trước nó còn rất là mấy con là cô chú anh chị mình, nó bự tí ghê không đó này, nó chạy nếu mà em không bị té cái mẹ này nay ba lớn vậy nè. Ồ đẹp hết chứ, thì đẹp lắm, tại nó nay nó qua hết cái đồng nó lột rồi, nó bỏ cái vỏ nó ra thì nó ok đây nè, gan đẹp lên. Cái gió em để là nó cái gió này không phải nắm đồng tiền nha, tại vì nhiều cô chú anh chị hỏi cái quá, bị nắm là gì, tại em bỏ hút lại lúc cái mẻ tôm lớn này nè rồi em ngâm luôn tới bây giờ luôn, nó bị đóng vào cái bận bùng á, không phải nắm đồng tiền à, cái bận bùng chứ nó không phải luôn. Còn cái danh xanh này là ba cái đồng nó dính rồi, nó dưới cái bùng thì nó thăng như hai màu gì, nó đúng đúng đúng. Còn cái lỗ tôm nhỏ của em nè, nó cực kỳ đẹp luôn, 4-5 ngày nè. Còn cái lô này nó lô lớn hổm nghe cô chú anh chị mình, 4 con này nè, 4-5 con này nè. Nó chà bá luôn. Mà ruột gan nó đẹp thấy ghê không? Tại vì em cái lô này em thả xuống nó mất rồi, nó không còn mấy con hết, em không có chăm sóc nó. Thế này cái cặn nó còn đen nè. À, nó chưa lọc gì hết nữa. Đẹp đẹp. Tuyệt vời. Còn cái lô sau này nó vô gió mạnh nè. Lô sau gần có 4-5 ngày. Trời ơi ruột gan. Chuyện đẹp thiệt. Tuyệt vời luôn cô chú anh chị mình nè. Nay bắt đầu là nó hừng vô rồi nè, nó ăn hết rồi nè. Nay nó vô rồi. Sáng này bỏ nhá luôn á. Sáng em bỏ em ăn 1 kg nè. Sáng nào 1 kg mà em bỏ cái lon trang em nó vẫn chắc khoảng hơn 500 g á, em bỏ tại em ép thử cho nó vô nhá đó. Thì nay nó vô được rồi. Thì sáng em cho ăn sao bao kia, em giải quá. Em giải ra này trước, ăn này trước em ăn ở dưới đó ra này ăn trước ok chắc khoảng 10 phút. Thì ăn cũng được rồi, ok cô chú anh chị mình. Nói chung là ok tuyệt vời. Không còn gì để nói nữa. Thì cô chú anh chị mình cứ xem thì tự đánh giá nha. Tại vì ngày 2 ngày gì đó tụi em sẽ view lại cho cô chú. Em sẽ view. Em view đâu 3 ngày em view thường xuyên lại cho cô chú chị mình á, theo và đánh giá để biết mình lựa chọn một cái gì đó thì như em mình nói đó, cái gì nó hiệu quả hay không hiệu quả thì em sẽ cho cô chú anh chị mình thấy thực tế luôn, chứ khi mà điện qua Zalo với em nói thì cô chú anh chị mình cũng không tin cho lắm, thì em sẽ quay trực tiếp thì cô chú anh chị mình đánh giá nó sẽ rõ hơn. Và bây giờ sẽ vô trong cái ao 17 ngày em sẽ review lại cái nữa cho cô chú anh chị xem, và em Vinh Minh sẽ kết thúc video. Tại vì cũng mấy lúc này điểm này á thì chỉ có cái giai đoạn là mình ăn gan ruột để mình đưa nó lên cho nó tốt, và cái men vi sinh tánh quản lý môi trường cho nó chuẩn thì tôm mình đề kháng nó cao, thì đương nhiên á, thì con tôm mình nó sẽ không có bị cái bệnh ngoài luồng rủi ro chẳng hạn như là đỏ thân này cái nọ, nó vẫn rất là hạn chế cho mình. Thì cái đó em có nói rất là nhiều về mấy cái vụ trước rồi, đương nhiên môi trường mình nuôi nó đạt tốt hay không là do cái nồng độ mình xài vi sinh á, để mình áp chế được cái pH và cái nước mình nó chuẩn là ok. Còn về gan men ruột á, gan đường ruột á, thì mình phải đó là nói về phải ăn thuốc, thì thuốc á đưa cái dòng là cho nó tốt, ăn mình đưa lên được, tức là khi nó về giai đoạn này mình muốn nó thấy nó không đẹp, mình ăn mình đưa nó 1-2 ngày là nó phải lên như ý muốn của mình. Còn mà nó đưa lên không được thì buộc mình phải kiếm những cái dòng thuốc khác, ví dụ như vậy. Nhưng như dòng thuốc này em xài rất là nhiều năm dù á, thì em đưa là lên thì không biết cô chú anh chị mình nó có xài giống như dòng thuốc như em á, thì có đánh giá giống như em không, chứ em đánh giá nó là rất tốt. Thì ăn như 17 ngày nè, thì thời điểm này bắt đầu sắp tới cái lứa quậy nó của chú chị mình, nay là nó đẩy cái nước lên thấy ngà hơi lợn cợn rồi nè, thì tôm mình bắt đầu là nó sắp chà đáy rồi đó. Nhìn nó nhìn cái độ nước mình nó dày, cái dày đảo lên tức là tôm nó đang quậy thì nó đang phát triển, thì bắt đầu thời điểm này mình nên ép mang y sinh khá cho nó vài ngày để cho nó ổn định cái môi trường lại, chứ mình để nó quậy lên quá thì mình xử lý không nổi, tôm mình nó bị một là mất sức, hai nó sẽ rất là dễ bệnh do nó bị sốc rồi cái môi trường. Thì lúc này là em sục men nấm vô khoảng 2 ngày em đánh một lần, ví dụ 2 ngày em đánh một lần, còn ví dụ men vi sinh mà 2 ngày em đánh một lần em kèm nó đánh 2 ngày em đánh một lần, rồi cái lần sau á em đánh cái FGT không thôi, rồi em đánh sang kẻ ra thì mình xài cái màu nước nó rất là ok tuyệt vời luôn. Cái men này ao này em cũng mới đánh qua một lút lại bữa hôm kia ao này em đánh có một bịch à, đánh nhẹ tại nó không có trong riêu, em đánh nhẹ thôi, đánh ngừa thôi, đánh cho nó tốt nước cho mình. Ôi hết gió luôn rồi, ăn mạnh quá.
nó ăn mạnh lắm mà em không dám tăng thức lên, đi vừa thôi để em dưỡng cho dù ăn nó đẹp, từ từ nó lọt qua khoảng 4-50 ngày đi là mình quất nó lên là nó rất an toàn. Nhưng mà nó cũng vẫn lớn bình thường của chú anh chị mình. Cái tôm này thì chắc về đậu về khoảng 40 mấy ngày về 100 con là ok. Đó, này nó mới mười mấy ngày mà nó nhìn nó đẹp, tôm nó trắng, nó trong rất là đẹp luôn. Tôm nhìn nó rất là dở lên, nó không có bị công thân đục cơ gì hết. Nó như con là bị ký sinh trùng là của chi nè, có hiện tượng nè, nó sắn ruột rồi nè. Nhưng mà ruột nó vẫn đẹp nha, đầy tới đuôi luôn, gan rồi rất đẹp. Cái này mình sổ cái là ok. Bữa nay em đang sổ nè. Em sổ cửa sáng rồi, chiều nay em sổ lại cái nữa. Thì nếu mà em sổ chiều nay em sổ lại cái nữa mà qua 2 ngày sau nữa em kiểm tra lại dù nó còn sắn mọi con nữa, tại vì không phải những con đó nó sắn, nhưng mà những con khác nó bị dính lại có thể nó sắn, thì có thể khoảng 5 ngày sau mình sổ nhẹ lại cái nữa cũng được, ok cũng sao như chú chị mày. Em cái dòng cái tinh trùng này cũng nói hoài á, sổ rất là an toàn, nó không có bị ảnh hưởng cái gì đó. Sau khi mình sổ tôm ăn rất là tốt, ruột gan nó rất là đẹp, nó không có gì hết đó. Ăn lên thức phà phà, nó không có bị trở ngại cho mình khi mình phải đắn đo là nó sổ cái tinh trùng có ảnh hưởng gì này kia nào không, không có nha. Em xài là cái dòng nào là an toàn em mới xài, chứ rồi mạo hiểm là em sẽ không làm. Lấy gan đẹp ghê không, nhưng mà cái em ta cái lô hai này thả lên xuống á, gan ruột có lên đẹp hơn cái lô đầu này, cái này bị hiện tượng ký sinh trùng này. Nhưng mà này, cái này là nhẹ, cái này nó bị có hiện tượng thôi, mình ăn mình ép men rồi vô là nó sổ, xong mình ép men rồi là nó thẳng ra là ok thôi. À, đây em nè, nó có vậy là em thấy hôm nay qua hôm qua em giờ em thấy một cái con vậy là bắt đầu tiến hành em sổ đi. Đó. À nó mới 17 ngày nè em sổ nha cô chú anh chị mình, chứ không phải là nói đợi tới 20 ngày đâu, mình cứ câu theo tôm. Còn thức á thì mình cứ câu theo mật độ nữa, mình tăng số thôi. Như cái này bắt đầu là chuẩn bị em bỏ xuống con ngò mỏi hết nè. Là em qua một thường luôn, rồi khoảng 2-3 ngày sau là em chọn cái số 2 vô luôn. Em ăn cho nó có vài ngày nữa ổng làm cắt số hai đứt số hai hoàn chỉnh là em đưa vô máy. À, ok luôn cô chú mình, trời ơi đẹp nè. Tuyệt vời luôn. Đều không thể tưởng nổi, khăn ruột to ghê. Nó thẳng gan luôn. Đẹp ghê à. Cái mẻ này em dưỡng á, cái thảo dược gan rồi em đánh cũng nhẹ luôn, còn không có nhiều. Em đánh nó cũng thiếu nhịp hơn mấy cái mẻ trước. Nhưng mà cái ruột gan lại lên đẹp hơn. Thuốc rồi em chỉ vừa ăn bình thường, em cũng ăn cái liều cũng bình thường thôi, em cũng ăn nặng. Nhưng mà em ăn điều kỹ à, cái giống F6 này cái chị My ở Cà Mau chị cũng nói là nó phát triển tốt. Đó, bữa anh Minh nó xuống chỗ chị My anh dở cái ao dưa dèo lên, nó thấy nó phát triển tốt, gan ruột rất là đẹp luôn. Là rất là ngon rồi. Dắt chị My với comment vô bây giờ. Anh với qua anh bữa trước có thấy có anh Lộc Nguyễn anh có thả gì á, nói lớn có tốc độ luôn, là nó quá ok. Thì nói chung thì anh em thấy đã ok rồi, đẹp, cực kỳ đẹp, nó dễ dưỡng ghê luôn, tôm này thấy vậy đó. Nhưng mà nó cái đề kháng nó cao nhiệt cực kỳ cao luôn cô chú anh chị mình. Thả xuống cái bót nhìn nó mau đẹp, bây giờ nó chỉnh tôm phát triển rất là tốt. Cỡ này cái em đưa ruột gan lên cái là ok à. Dạ cái này là nó ăn em nó đưa lên khác lắm. Em đưa lên về là ok nè cô chú anh chị mình. Ruột gan như vậy là nó chỉnh như nè, em chỉ ăn bình thường, em kìm là mình cứ theo dõi thường xuyên, nó lúc nào nó bị nó phát triển mà tốt quá, dù nó lệch thì mình cứ ép thuốc mình ăn chút đỉnh, nó một hai cân tử hay hoặc 1-2 ngày. Nó bình thường lại thì mình cứ giảm là bình thường thôi, chứ vậy mình cứ tiến hành cái vi sinh và dược khuẩn định kỳ vậy thôi, rồi canh sổ ký sinh trùng cho nó, cái vậy là mình là đạt chuẩn ok là mình thấy thành công. Chứ mình không có cần phải, mình đừng có ăn thuốc á, cô chú anh chị mình á, nhiều cô chú anh chị mình á còn lạm dụng thuốc rất nhiều, cứ sợ thì dược gan nó vẫn đẹp nhưng mà mình vẫn ăn cái liều cao, cái sợ nó xuống không có đâu, mình cứ ăn vừa phải thôi. Trời ơi. Đó. Mình này ăn luôn. Mình ăn vừa phải thôi chứ mình đừng có ép nó, để độ nó ra cho nó vừa vậy. Tại cái ao này 150 ngàn nó cũng dày lắm cô chú anh chị mình, độ nó 200 con á. Chứ không ít đâu. À, em không có đánh xu bắt đồng của cô chú anh chị mình, dính hầu chỉ nè. Nhưng mà nó không kịp đâu. Tại tôi mình nó ăn ngồi mạnh rồi thì nó sẽ ép thằng này lên ra đứng lại. Cái hầu chỉ nữa. Nó đóng vô cái chó em luôn nè, không ai đóng đồng tiền bằng hầu chỉ. Tại vì không có đánh đồng mà nó dính nó cũ nè. Nước này là nước cũ luôn, nhưng mà nó chẳng bị nè cái đó, hầu chỉ đó của chú anh chị mình, đừng nghĩ là ao cũ, nước cũ là không có nha. Đừng có nói là do lấy vào ao lắng vô mới dính, không phải đâu. Trong cái dinh dưỡng ao mình tự nó sẽ phát sinh ra. Nó như là nắm đồng tiền được cũng vậy. Như cái ao này nè, nắm đồng tiền thì được rồi, nó đã mất đến nay rồi, không thấy nữa. Nhưng mà cái hầu chỉ nè, không có đánh xu bắt đồng nè. Là nay nó bị dính nè. Nó ăn lá gió cái gì rồi. Nhưng mà không sao. Nó muốn ngay rồi, Chị chịu không nổi rồi, mấy ngày nay em thấy nó không có phát lên nữa. Nó bị tại tôm nó đánh rồi, để em dở lên của chú chị mình xem. Ok luôn, tốt lắm, nó bắt hồi tay, ăn còn thiếu luôn á. Màu nước rồi tụi em làm cực kỳ chưa? Mình đừng có lạm dụng vi sinh và đừng có lạm dụng cái thuốc gan ruột của mình. Ăn hay là thảo dược gan gì đó, mình cứ ăn cho đúng, từ từ mình cứ canh, lúc nào nó xấu thì mình chỉnh thôi, chứ đừng có để nó quá nặng thì mình chữa thì nó khó.
và cái thảo dược vậy lúc nào cần thiết mình hãy đánh, chứ không phải mình cứ sợ mình đánh thường xuyên thì nó tốn tiền mình rất nhiều, có khi là nó còn ảnh hưởng cho tôm nữa. Nó đem cái dinh dưỡng tới cho con tôm mình nhiều quá thì con tôm mình nó sẽ rất là sung. Thì có cái em theo tỷ lệ em đánh ra những cái gì sung quá thì nó sẽ rất dễ bị rủi ro hơn, nó yếu, đề kháng nó không có bằng, để nó tự nhiên nó sẽ đề kháng nó sẽ tốt hơn. Rồi thuốc rồi cũng vậy, mình ăn cứ bình thường, có khi nào nó yếu mình ép lên dài được ba cử thôi là nó đẹp lên, thấy nó đẹp rõ rệt lại là mình ngưng lại, mình giảm lại liền. Còn mang vi sinh cũng vậy, mình cái lúc nước mình đo tỷ lệ nước nó đang tốt ổn bình thường thì mình cứ đánh thỉnh thoảng mình giãn ra đó, mình không cần phải tốn phí như vậy. Như lúc nào cần thiết là thấy nó tôm nó tới giai đoạn là 20 hôm mấy ngày nó rơi vậy đó, có thể mình đánh nặng lên mình ép nó 2-3 ngày kìa, mười mấy ngày đó, này em quýnh như em quýnh được mấy nhịp rồi men à, men hả à? Men đánh hình như được 3-4 nhịp gì đó, không nhịp rồi đó. Chắc hôm nay thấy nó hừng lên, nó quậy quậy vậy nè, có thể là đầu em chiều nay em dược khuẩn cái, tại chiều nay không đánh men được, em xấu anh trùng chiều nay buộc em phải dược khuẩn. Thì bắt đầu qua dược khuẩn sau 24 giờ thì em sẽ cấy men khỉa nó khoảng 2 nhịp để cho nó làm môi trường lại. Ồ, vô nhóc luôn. Mê thì mê quá cô chú chị em. Rồi ông Sổ kiếm trùng xong 24 giờ sau ông cấy men lại nó khoảng 2 nhịp thì nó được 2 ngày rồi. Cái ruột là cô chú chị em mình để ý cái ruột cái gan đó nha. Nó rất là đồng màu nè. Để ruột nó rất là thẳng luôn. Để cho mấy đứa nó thẳng, nó không có bị nó không có bị chống đường ruột nè. Đó cô chú chị em mình xem nè, nó cái ruột nó liền tới cái đuôi nó luôn. Em nào như em nấy, nó không có bị ngắt khúc rồi ruột không có lại ruột gì. Gan nè, con em quay trong đây á, cô chú chị em mình để ý á, là cái gan nó rất là đồng màu và nó lên đều rất là cao, cổ cúc đó nè, nó lên nó chia cắt ra cái từ cái mỡ bao nè, và nó cái hầu sau nó có nó lên màu đều với cái gan luôn, nó rất là đẹp. Còn tôm mình gan yếu là cái hầu sau nó sẽ bị vàng hoặc trắng nha cô chú anh chị mình, nó không có lên được như vậy đâu. Còn cái này nó lên nó chia rõ rệt luôn, rất là đẹp. Nó dạng này cái đường ruột quá trớn luôn. Trời, rất là tốt luôn. Nó to như cái mút luôn. Không, ruột rất là tốt luôn. Ok luôn. Đó, nhìn cả này thì em cho ăn men tiêu hóa em để nó sắp chứ là cô chú anh chị mình thấy tôm mà gan nó lên rất là tốt, mà nhìn là nó chia cắt ra làm cái hầu sao rồi nó lên thường thường tôm lớn á, ái sao này sẽ lên mực xanh, như nhỏ này nó sẽ lên cái chung với cái màu gan của mình là tôm nó rất đẹp, chứ đừng để nó cái trắng nó lắng về sao hay hoặc là nó bị vàng là tôm mình cái gan nó chưa có đủ. Với lại phải nhìn cái màu sắc cái vỏ con tôm của mình nó phải bóng đẹp, bóng là đẹp con tôm của mình nó mới tốt, trong thịt phải chứ trong khi con sạch. Tôm mình dở lên mà vỏ nó giờ mình dở nhá quá. Mình cứ nhấp lên vậy nè, để xuống vậy bình thường cho nó nhảy thoải mái, nhưng nó bị gân trắng cơ hay bị gù hay hoặc là bị co đồng tiền thì đó là nó cái hiện tượng nó yếu cái đề kháng, nó còn hiện tượng công thân thì buộc mình phải đánh mình trị liền, chứ đừng để mình đừng có sợ rồi cái dở không bao giờ giá cao lên, mình cứ dở vậy sợ nó dở lên nó công thân thì mình vậy mình đâu có biết được mình trị đâu cô chú anh chị mình cứ dở mạnh dạn lên đó, dở lên cho nó nhảy thoải mái, nếu mà nó có hiện tượng đó là tôm mình đã yếu thì mình biết để mình trị được cái không chị, công thân mình rất là dễ trị đó. Rồi mình để xuống nó cho nó bún sắc bằng nước gì luôn, nếu nó bị thì mình trị, còn nó không bị được cái là tôm mình là tốt, rất là tốt. Mình cứ tránh như nhà này bình thường giờ nắng là 8 giờ mấy rồi. Ao này tôm này em đúng nấu ra không phải em khen, như cái tôm này thì khá nó rất tốt. Hồi mà trước á là cái về công thân á là dài điểm này em đánh người công thân ít nhất phải 3 nhịp cái phân nóng á, nhưng mà cái này em đánh một nhịp một hôm cái cách này phải có 4 ngày một nhịp một luôn, tới nay luôn thấy rất là tốt, không cần đánh nữa, nước cũ dinh dưỡng nó đầy đủ, nước nào cũng bị hết á, cái do cái giống tôm cái đề kháng yếu là nó mới dính, cái vỏ nó bóng chắc á thành ra nó ít cái hạn chế được cái vấn đề mà bị công thân đó. Cái vỏ nó chắc nó khỏe, thịt nó trong nữa, còn nhiều con tôm dở lên cái thịt nó đục nước trơn. Này em đang nâng dặn lên nè, em nâng lên ngày, em nâng lên cái bơm, em bơm cái ống 60 đó, em bơm ngày tiếng mấy nè, phần nhiều quá trời. Ừ, phần này dễ nè, em nâng lên ngày tiếng mấy này cũng lên được cũng vẫn 5 phần rồi, nay hơn 5 phần rồi, em sẽ còn tiếp tục nâng lên khoảng 1 tấc nữa rồi là tới đó, cả đó là chắc tới vô máy luôn à. Đẹp ghê không? Tuyệt vời luôn. Dạ giờ thôi em đến xin anh Minh chào tất cả cô chú anh chị thân yêu của mình. Cô chú anh chị mình vài ngày sắp tới em sẽ mình sẽ view lại cho cái theo cái dõi cái đàn tôm của mình nó phát triển ra sao, cô chú anh chị mình xem để đánh giá và lựa chọn cho nó tốt. Dạ thôi em với anh Minh chúc cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe. Chào cô chú anh chị mình, hẹn gặp lại. Dạ thôi hai anh em mình xin kết thúc video tại đây. Cảm hẹn cô chú anh chị em mình những video tiếp theo. Rồi gửi lời chúc cô chú anh chị em mình lúc nào cũng là thật nhiều sức khỏe hết. Rồi thôi hai anh em xin chào tạm biệt, hẹn cô chú anh chị em mình đi với tiếp theo nha, nhớ đón xem ủng hộ hai anh em mình nha. Chào.